Thưa quý vị, hát chống quân ở Dạ Trạch, một hình thức sinh hoạt văn nghệ dân gian đồng bằng Bắc Bộ dựa trên nền thơ lục bát, dung dị, dễ nhớ, cùng với nhạc điệu là chiếc chống quân độc đáo. Đến ngày nay, các làn điệu chống quân Dạ Trạch được người dân nơi đây sưu tầm, lưu truyền và thực hành, góp phần gìn giữ loại hình di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Hỡi cô thắt dài lưng xanh, có về Dạ Trạch quê anh thì về. Dạ Trạch có cây bồ đề, cam canh quất cành ấy nghề làng anh. Quất cảnh đổi thay cuộc đời, gánh sương đổi gió em ơi. Lòng anh mong ước cùng người hôm sớm hôm. Đâu phải giản đơn thoáng nghèo, đâu phải giản đơn vất vả mới được nó cơm áo lành, ước mơ rồi cũng sẽ thành. Em đây tình nguyện cùng anh thoát nghèo, hồi này ta gặp nhau đây, ta cùng xin phép mẹ thầy nên duyên, mong sao bên gặp được thuyền. Đôi ta xin chọn lời nguyện thương yêu thương, giao ước xến sóng. Chung quê chung mẹ ta cùng hóng say, mùa về Nhãn Bưởi chúng ta.
lòng đôi lứa hôm nay hẹn hò. Sông kia nhớ bến thương đò, thì anh ở đây vẫn đợi chờ. Hoan người hoan, xa trạch quê mình. Đây là một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ chống quân Dạ Trạch, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, được thành lập từ năm 1993 với tên gọi ban đầu đội hát chống quân xã Dạ Trạch, gồm 8 người, 4 nam và 4 nữ. Đến năm 2012 được đổi tên thành câu lạc bộ chống quân Dạ Trạch, có tổng số hơn 20 hội viên. Câu lạc bộ hát các bài hát chống quân do các cụ Nguyễn Duy Phí và cụ Lê Hồng Điệp và nhiều người trong làng sưu tầm. Từ đó đến nay, các bài hát này đã được hát trong các buổi sinh hoạt làng xã và được trình diễn trong các cuộc thi, cuộc giao lưu trong và ngoài tỉnh. Ở cha tôi cũng là người làm văn nghệ, suốt đời làm văn nghệ dân gian. Cha tôi cũng đã có cái công để sưu tầm và biên soạn nhiều bài hát chống quân. Khi được đến đây để tham gia một cái buổi sinh hoạt là hát chống quân cùng với câu lạc bộ của hát chống quân Dạ Trạch, và được nghe, được hát những cái lời mà do chính cha tôi đã biên tập dàn dựng để lưu truyền lại. Là một trong 8 người đầu tiên tham gia đội hát chống quân xã Dạ Trạch, đến nay đã hơn 30 năm, bà Nguyễn Thị Duyên đã cùng thành viên trình diễn hàng trăm buổi các bài hát chống quân. Tôi là những người được cụ Phí, cụ Điệp giao cho để mà gìn giữ cái vật báu của quê hương. Thế thì tôi rất là tự hào, phấn khởi là được các cụ tin tưởng. Thế cũng là một cái trách nhiệm. Tôi, tất cả chị em anh em chúng tôi hát cũng cảm thấy phấn khởi vì tự hào được quê hương Hưng Yên. Để nói lên được cái tình cảm của Hưng Yên mình, nó rộng mở, là mà chống quân hát như thế nào để cho chị em tôi phấn khởi để theo đến lúc độ đến nghệ nhân ưu tú. Nhận thấy giá trị các bài hát cần lưu truyền và được thực hành rộng rãi, các thành viên câu lạc bộ đã cho ra mắt tập san nghệ thuật hát chống quân Dạ Trạch, huyện Khoái Châu. Nội dung tập san kể về quá trình hình thành và phát triển hát chống quân Dạ Trạch và 8 bài hát chống quân đã được trình diễn trong suốt những năm qua. Với mong muốn tập san nghệ thuật hát chống quân Dạ Trạch, huyện Khoái Châu được lưu truyền tới các câu lạc bộ, đội văn nghệ trong và ngoài tỉnh, không chỉ bảo tồn giá trị di sản văn hóa quê hương mà còn quảng bá, lan tỏa đến du khách gần xa, góp phần làm giàu kho tàng văn hóa dân gian và âm nhạc truyền thống ở vùng quê Dạ Trạch.